gì đâu chết. Ơi, đau lòng lắm. Đau là đau. Chả biết làm sao. Ước gì mình chưa từng tham gia cái đó. Chiều cuối góc phố nắng sâu của em thì em sâu, sao lại sâu? Em đang buồn đời lắm. Nhưng mà buồn lần đầu em tham gia mà. Em mặc áo dài đấy, đúng rồi. Chào nam. Trẻ vậy mà bị mấy thanh niên tưởng bà cô đấy. Hát ánh mây buồn á. Không biết bài đấy. Hay là đứng lên cho mọi người xem áo dài nhá. Ngồi xa xa ra là mọi người nhìn thấy áo dài đấy. Nói mỉm cười trôi thơm nhiều buồn vui. Trường nắng dần khẽ hát mỉm cười. Nói vô ca cho tình nhân. Làm sao khi con tim nhờ. Không đứng được. Tại vì đang ở ngồi trên giường. Đây này. Đấy. Nhưng mà kiểu nhổm dậy như thế thì mọi người sẽ không thấy mặt em. Không có cách nào để thấy được cả. Để cái lát ra xa một tí xem nào. Nhưng mà đỏ quá nhỉ. Meo á, meo béo á. Không, tại vì cái áo meo mặc bị hơi chật đấy. Nó nhìn meo có vẻ hơi béo béo. Được không? Đẹp không? Uổng công mình mặc cái áo đẹp như thế này. Trên cam không đỏ lắm á. Em nhìn đỏ chót đấy. Ôi giời ơi, fail quá. Đấy, chói mắt quá đúng không? Tóc lên dài. Đúng. Tóc thì đẹp. Tóc đẹp, áo đẹp. Nhưng mà fail. Nói chung là fail. Tại vì mấy thanh niên không biết em đẹp đấy. Chả biết gì cả. Mà sao mấy thanh niên dại thế nhở? Cứ nhận đi, có phải là Valentine rồi gấu không? Thôi lại mặc áo ở đây lạnh lắm. Quê ơi là quê. Rồi. Rét mà, lạnh lắm. Thế nên là em phải mặc cái áo khoác mỏng cho đỡ lạnh. Đi đường em bị như con gấu em. Đi đường em mặc ba áo khoác. Kiểu không có đường nào để lạnh luôn ý. Thế em mới chịu được ấy. Tại vì em xa là xa. À, gấu ngồi bên cạnh ở thanh niên lúc đầu. Thanh niên đầu tiên em gọi thì là bận. Thanh niên thứ hai thì đỡ hơn xí. À, thanh niên thứ hai là đang đi ngoài đường. Thanh niên cuối em chả nhớ lắm đây. À, thanh niên cuối là im lặng. Úi dồi ôi, không còn gì để tả. Thật luôn, không còn gì để tả. Thế nào lại thê thảm như ngày này. Ôi. Thì lần đầu gọi thật luôn ý, bình thường em rất là ít khi nói chuyện với ai. Gần như là không bao giờ gọi điện thoại nói chuyện gì đấy, kiểu tán phét hay gì đấy là không rồi nhá. Mà lại còn đi tham gia cái này nữa thì làm sao mới biết. Đây lại là người lạ là em không biết. À, tôi nháy máy à. Không phải em muốn gọi anh đâu anh đã.
là không gọi anh đã đâu. Mèo gọi đi. Em bảo là thề đang nghe và đang viết ngay ngay không phải gọi. Trời đất. Chào Gia Huy, chào tất cả mọi người. Trời ơi. Cứ thế đồng đầy. Cái đồng không đầy. Số điện thoại ở special là số của special. Nghĩa là số riêng của, mua riêng để làm special đấy. Chứ chả phải số của ai cả. Sao lại đồng ý không em? Là gì? Chào Thanh Tú. Mang tiếng là chất gây nghiện. Bán số em á? Bán số em làm gì? Số em có gì đâu mà mua. Bài làm vợ anh nhé. Em không biết bài đấy. À không biết hát bài đấy. Có số anh kìa. Ừ. Mọi người mua số em làm gì? Điện thoại em còn hết tiền rồi này. Em đâu có dùng điện thoại đâu. Đây lại là không dùng gì đến số điện thoại cả. Điện thoại lắp SIM mà cho nó đủ chức năng thôi, chứ không có dùng. Không, em làm vợ anh nghe chứ không hát à? Không, em không làm vợ anh đâu. Thì em chỉ dùng mạng thôi, Facebook, chứ không có dùng điện thoại làm gì cả. Dạo này gái chỉ ngồi chém gió là chính. Em trước giờ toàn ngồi chém gió chứ ai bảo dạo này. Về nhá, chưa chảy đầu chảy tóc này. Anh có số em thì làm sao? Chỉ là cái số thôi thì làm gì được nhau. Em có link Facebook ở trên này nha. Mọi người on máy tính hay on điện thoại thì có thể thấy mà. Idol lúc nào chả có link Facebook. Sao lại cưới em bị ám sát? Thế này mà gọi là mượt á? Nhưng mà tóc dài quá đáng luôn này. Cứ thế đong đầy trong em từng ngày. Vì quá yêu anh nên không thể làm gì khác. Đúng. Tóc em thì ai cũng bảo đẹp rồi. Em nuôi đấy. Cũng chỉ là thử thách. Không cho. Bao nhiêu cơm, bao nhiêu gạo của em đổ vào tóc đấy. Mọi người bảo là ăn bao nhiêu nuôi hết vào tóc. Thành ra người chả lớn được. Tóc thì dài đến là nhanh. Thả Thính về rồi đây. Thả Thính. Kệ anh. Anh tự nuôi đi. Cho. Đúng. Em đúng. Đúng là em chỉ thích mỗi tóc dài đen, không nhuộm, không ngắn. Đã rất nhiều lần kiểu coi ảnh tóc ngắn rồi tóc nhuộm, thấy cũng thích thích đấy. Nhưng mà quyết định không. Quyết định nuôi dài và để đen thôi. Mèo xinh thì à, cảm ơn Nguyễn Ngọc Cảnh. Nuôi mà không dài như em được á, thì kệ anh. Đi nối anh ạ. Chúng mình có thể nối tóc. Không nhất thiết là phải nuôi, chúng ta có thể nối tóc. Hello anh Đại Việt. Anh Đại Việt không lì xì em mà. Mọi người có hoa free lên cho em nhá. Mọi người on điện thoại thì vỡ giúp em 5 sao. Sao nối tóc không nên? Mèo của anh như thiên nga. Mèo của anh là ai? Anh mắt lúc nào cũng nũng nịu à? Lúc nào cũng
kiểu long lanh như sắc khóc đúng không? Cảm ơn anh thư sinh. Cho em xin bài Nụ Hồng Mong Manh à? Được, em sẽ hát cho mọi người bài đấy nhé. Anh đang ở viện à? Anh bị sao đây? Rồi ta sẽ rời xa. Mèo mèo. Sớm đâu, em phải chạy như bay đấy. Em chạy độ 60 km/h. Đoạn nào vắng là chạy 70. Đoạn nội thành là chạy. Dạ man, lạnh ơi là lạnh. Không cho đâu. Thế mọi người nhìn em chưa đủ ngọt ngào à? Em đã cố gắng hết sức rồi. Em đã cố gắng hết sức, em không biết làm nào nữa cả. Hình Tết á, không chụp. Cứ rơi lòng tơ xa mạnh mẽ, mà xa trái tim em đau thế này. Sao không bao giờ để em gọi cho anh? Anh sẽ hợp tác với em đúng không? Để em đỡ bị quê đúng không? Bài cùng anh á, bài sau nữa chị mở cho, chị vào mở bài Nụ Hồng Mong Manh nữa rồi. Anh tặng kẹo để gái thả ngọt ngào như kẹo nhá. Giờ mỗi ngày tiền thuốc cho ông anh lên tới 10 triệu. Vỡ. Hello anh Hoàng Tổng, anh mượn avatar em á. Vâng. Vậy là em sai. Sai từ khi bắt đầu. Vì em xinh nên mày yêu à? Để rơi đây nặng mang u sầu. Nhưng mà hồi nãy anh đâu có coi hết đâu anh gà. Em thấy anh coi chút xong rồi lại thấy đi đâu ấy. Xong rồi lúc sau lại vào. Nhưng mà cũng may là anh không coi hết đấy. Hello Hoàng. Hát đi á, em hát là mọi người hết mê em đấy. Đấy, từng yêu mà được à? Em từng khóc vì anh. Cố dối lòng ta ra mạnh mẽ, mà sao trái tim em đau thế này. Một lần sau cuối, em sẽ thôi khóc vì anh. Gái anh sắp đủ bộ ăn bún cua gái luôn rồi á. Hát bài gì? Em về nhà còn không kịp ăn uống thì anh ấy bảo em thay áo à? Anh say không hỏi được em về em đã ăn gì chưa? Em uống ngụm nước nào chưa? Em đã nghỉ ngơi được tí nào chưa? Vậy là thế à? À, em có mua được cốc trà sữa. Để xu lì xì em cho đàng hoàng được à mà lại phải ném gạch. Linh Ti ạ. Linh ngày 8 bữa. Nhưng hôm nay em ăn chưa được 2 bữa đây. Ở đấy mà 8 bữa. Cứ làm như là sẵn đấy mà ăn ý. Ơ nãy bảo mở bài gì nhỉ? Cùng anh à. Thì anh ghé mua trà sữa, thế nên là có trà sữa. Mà anh không biết đâu, em phải mua một cái miễn cưỡng đấy. Tại vì là mấy quán ăn nó cũng đóng cửa hết rồi, không mua được đồ ăn. Thế chả nhẽ nhịn luôn. Thế là phải uống trà sữa đỡ. Mà em mua vị hồng trà thì
không vị hồng trà thì nó bảo đợi 15 phút là tới, mà 15 phút sẽ không kịp về sâu, thế nên em phải đổi vị. Thế mà lấy sang trà xanh cũng được, trà xanh thì nó hết, thế cuối cùng em phải lấy trà đào. Em cũng chưa uống cái vị này bao giờ, không biết nó như thế nào cả. Sao lại đuổi anh đi ngủ, ai lại nỡ làm thế? Nhà em hết mì tôm rồi. Nhà em không có mì tôm. Đấy, đến mì tôm mà không có mà ăn. Sao lại gọi em là Linh bánh mì? Ôi trời ơi, em đi chết đây. Từ đầu rồi ngờ không bật nốt nhạc, không ai nhắc em luôn. Giờ quay lại nhìn mới thấy mọi người quá đáng thế. Tội mà. Không. Ủa anh buồn ngủ hả? Anh định bỏ em đi ngủ chứ gì? Em biết rồi. Em còn sâu 2-3 rồi nữa. À không, sau sâu này. Hết sâu này chẳng còn một sâu nữa. Em đã được ngủ đâu. Giỏi, mọi người giỏi lắm. Vâng, à. Chúc mừng hơn cả thế giới. Thế là em bị mọi người bỏ lại và mọi người đi ngủ. Cái gì mà Linh ơi, bà xã yêu của anh đâu ra vậy? Này, bà xã yêu của anh. Mẹ em đấy, mẹ em đang sắp lại một con gấu cho em. Có người gọi mẹ vợ luôn kìa anh. À mẹ vợ anh gà. Ừ. Nhiều lúc thật không tin nhưng không được á. Em cảm ơn. Thì bây giờ mình phải đi lên chứ. Tướng em không thua gì tướng bà ngoại mình. Là kiểu gì? Tròn xoe. Số tim cũng đẹp kìa. 519191. Toàn số đẹp ấy. À, số mình ở Hà Nội. Cái chua chua sao? Đào mà lại chua như này á. Mà lạnh quá. Hầu đêm ngóng anh về. Và giờ hôm nay khi ôm em trong vòng.
đi phụ hồ. Nhưng mà lần đầu em uống vị đào đấy. Mà em gọi trà đào sữa mà thôi. Hay nó ở tít trên này ta. Để đến đều lên. Anh phải làm số đẹp hơn cho em chứ. Bây giờ nhá. Bây giờ anh để cho em xem nào. Số 1. 1 là phải cộng với 4. 4 thì là 6 à? À đâu? Là 6. À đâu? Đấy là làm là cho em vào số 5 ở đuôi. Xinh thật nhiều người mới nhìn thấy thì đẹp kiêu sa nhưng coi nhiều lần vẫn vậy. Không thay đổi em khác họ. Mở ra em đẹp ra từng giây luôn á. À, em lớp hả? Kì. Em cảm ơn. Khen của em ạ. Thì lên cái xe máy hoặc là cái siêu xe ấy anh. Là sẽ phá được cái số ở đuôi. Anh phá cho em đi. Lên cho em có số 5 ở đuôi đi. Để mấy hôm để đợi đến ngày lên được sau số 5. Bài vừa rồi là bài Yêu Em Trọn Đời nhé. Tôi đau tim.
Được rồi nhí. Xong rồi nhí. Đấy, còn số 5 rồi. Xong bây giờ là thiếu mấy chục nghìn nữa. Ra thì nếu bây giờ lên không thì mình lên sẽ có số 5 để mốt mình lên cho có 6 số 5 anh. Mình lên trước. Không thì bây giờ anh làm cho em 4 số 5 đi. 4 số 5 đi. 52 55555. 4 số 5 cũng được mà. Là để chờ chuộng. Em không biết bao giờ em được 8 số 5. À 6 số 5. Chúng mình cùng đợi chờ. Phụ nữ là nhất. Phụ nữ là để chiều chuộng, phụ nữ là để trân trọng. Thật ra là lên một loại, ví dụ như kiểu lên xe máy thôi thì on máy tính nhập số là được mà. Xả số 0 đi, à xả số 1 đi xong rồi nhập số 8 là được còn gì. Ốp thật đấy. Gần bên em còn theo như những giấc chim bao. Nụ cười em cho anh bao số yêu nồng nàn. Là vì em, là vì em. Hãy hứa bên anh nguyên ngày sớm hôm trời. Anh ngon điện thoại hả? Anh ngủ sớm thế. Bên chân trời yêu thương. Bye bye anh cho. Thế là mọi người đi đủ hết rồi. Chúc mọi người ngủ ngon. Em như sơ cảm xúc rung đỡ. Cầm tay anh, trao em ánh mắt ấy ngại. Nhìn đây đồ hoài không chán hả? Gần bên em, âu lo tan biến trắng buồn. Số này cũng đẹp mà. Đấy. Tạm đẹp. Mà không, 3 ca nữa sẽ đẹp hơn. Ủa vậy là do anh tính á hả? Anh làm như làm 6 số 5 mà dễ. Lỡ rồi em cho tròn 4 số 5 đi. Sáu số 3 dễ hơn. Chào anh Nguyễn Văn Sĩ. Thì ý em là lỡ 3 số rồi thì cho mình 4 số đi. Hết thì thôi. Chào anh Đỗ Đình Khải. Còn với em xin không thì thôi. Đâu sao đâu. Em xin năm 95.
dễ thương nhưng mà toàn bị mọi người chôn thôi. Thường là lúc mà em cảm thấy xung quanh mình quá nhiều thứ chán ngán, thì anh luôn bắt gặp nào đó xuất hiện ở đây. Em hồn nhiên chẳng biết khi nào thì anh buồn hay anh vui, vậy mà anh thì luôn hiểu hết tâm tư của em. Thời gian trôi qua anh có kiên nhẫn không, sẽ vẫn chờ em phải không, dù có thế nào, dù em đã không nhận ra sao. Đấy. Và em sẽ quay về, chỉ cần anh còn đứng nơi đó chờ em. Tại sao em như bao cô gái khác trên đời, anh lại yêu em. Cảm ơn anh, chúc anh ngủ ngon. Còn em cứ mãi mê say nắng bao người ngoài kia. Linh còn nick tay con tên Hạ Vy à? Không, tên mình không để tên Hạ Vy làm gì. Đó, không là nick fake mà là nick fake, nick giả mạo đấy. Vậy là 30k nữa mới lên được 5-6 số 5 à? Sẽ vẫn chờ em phải không, dù có thế nào, dù em đã không nhận ra sao. Đấy, cứ đang phiêu phiêu để hát sai lời, buồn chẳng hát nữa. Em có em cảm giác lấy hình Linh rồi gạ lấy nick không nhận làm tó. Anh không phải là người xóa bức ảnh đó, mặc dù anh thế mà cũng tin à? Để em không phải nhớ đến một người. Ờ, tại sao mọi người lại phải tin fake em làm gì ta? Em đâu có xinh, tán tỉnh người con gái khác, em đâu có gì đặc biệt. Em thật sự vẫn muốn là em hết sức là bình thường. Bất cứ lúc nào em ngã lại có một chặt người tự hiện ra để cứu em hả? Em tỉnh dậy đi, không ai cứu em đâu. Em tỉnh lại đi, không ai cứu em đâu. Bây giờ chúng mình lại chơi thả thính nhá. Chào anh Nghĩa. Game đẹp trai. Những người tự nhận mình đẹp trai thường không đẹp trai lắm đâu. Chúng mình chơi lại trò spell show hồi nãy đi. Chẳng lắm vỗ vàng và lắm nản quá à? Thì mình kiểu phải tập cho quen, nhưng lần sau nhỡ mà có tham gia mình đỡ quê ấy. Bây giờ mình không gọi bằng số điện thoại, mình gọi bằng Facebook. Vì điện thoại em hết tiền rồi, chúng mình sẽ gọi bằng Facebook. Đấy. Đấy đúng. Chơi đi, mọi người hãy gửi cái link Facebook mà mọi người muốn chôn cho em, xong em sẽ nhắn tin xin kết bạn, rồi xong rồi em sẽ gọi điện. Không có số điện thoại đấy, thấy không? Đấy, xong em sẽ gọi, xong em sẽ mở loa cho mọi nghe. Hoặc là Zalo. Ừ, Zalo dễ gọi hơn ấy nhỉ. Zalo thì không cần phải chờ tin nhắn. Tin nhắn mà bây giờ chưa add friend là nó sẽ vào tin nhắn chờ là fail luôn ấy. Linh đã bảo là không rep là không rep. Chưa ở đấy mà vẫn không rep à? Ngồi đấy mà spam. Nó không rep là không rep. Không phải cố sức làm ấy. Định xem em nhây hơn à? Xem em lầy hơn à? Lát đâu?
người bị sao ấy, cứ kêu lắc hoài, em đâu có bị lắc đâu. Cảm ơn Kim Anh, chúc em ngủ ngon. Bye bye. Mới mới phai nắng lén quanh mình, sao trong mắt em vẫn còn hoang mang. Giọt nước mắt trôi vào tiếng thao từng tiếng nào, em mong hoàng nơi anh xa rời. Anh không nhớ những phút giây ngọt ngào, anh không nhớ những đắm say ta trao. Từng ngày tháng anh và em ta cùng bước trên con đường thật tình của tình yêu đôi mình. Ngồi ngẩn ngơ giữa nỗi đau riêng em ngày hôm qua, không thể mang trái tim anh về tâm. Thuộc về nhau dù như quanh đây và còn nguyên đây, từ nơi ấm xin lấy tay rồi anh buông tay lại lòng xa em. Từ nơi nói bao xót xa, đứng câm lặng lướt theo hình bóng anh dần xa, nước mắt dường như chưa kịp trào. Ngoài trời gió thét từng hạt nắng tắt, hàng cây tán lá xa xa, mình em bơ vơ nặng lời đôi chân, tìm đến những gì vẫn xưa đã qua rồi. Phút say kẽ mắt môi nồng nàn, nước mắt từng giọt đang tuôn trào. Chào anh Dương, chào Nam Chùi. Lắc à? Ô thế hôm nay kỳ vậy ta, sao mọi người toàn bị lắc vậy? Em thì bình thường. Thật tình của tình yêu đôi mình, ngồi ngẩn ngơ giữa nỗi đau riêng em ngày hôm qua, không thể mang trái tim anh về tâm quên. Hãy níu kéo những gì từng thuộc về nhau, giờ như quanh đây và còn nguyên đây. Giữ lại tay rồi anh buông tay lại lòng xa em, từng lời nói bao xa, đứng tâm lặng ngước theo hình bóng anh dần xa, nước mắt thường như chưa kịp trào. Ngoài trời gió thét từng hạt nắng tan, hàng cây tán lá xa xa, mình em bơ vơ nặng lấy đôi chân, tìm đến những gì vẫn xưa đã qua rồi. Phút say kẽ mắt môi nồng nàn, nước mắt từng giọt đang tuôn trào. Thật ra em biết hát nhiều bài lắm, nhưng mọi người không thích em hát, mọi người thích em nói, thế nên mới không hát đấy. Chứ em hát được mà, ai bảo em hát không được đâu. Chào em bay từ Đà Lạt, chào cáo, ớt tử linh bánh mì. Đã qua rồi phút giây cả mắt mới nồng nàn, nước mắt từng giọt đang tuôn trào. Ngồi ngẩn ngơ giữa nỗi đau xin em ngày hôm qua, khó không thể mang trái tim anh về tâm quên. Hãy níu kéo những gì cái bạn mà bảo Linh là bánh mì đấy á. Ừ, ngon lắm, gọi nó lên đây, gọi nó vào đây. Không thể tin được. Ngon mà vào đây. Này ngon vào đây. Mặt đối mặt này. Ta quên mất mà. Em yêu, tất cả chỉ còn là quá khứ. Và quá khứ không thể nào quên. Quên anh đi. Chúc mừng hạnh phúc. Vì sao khi anh đi em đã không ôm lấy anh hai người? Vì sao đôi chân em cứ đứng nhìn anh xa mãi xa? Vì sao hôm nay em không nghe cười như lúc anh nơi này? Vì sao khi xa em đã nói không cần anh? Đã rất lâu không có anh nơi này, hàng cây vẫn đứng chờ anh. Đã
về bên nỗi nhớ cơn. Nhớ mỗi khi gần anh nghe ôm lấy anh, hôn thật khẽ lúc anh nhìn em. Vì sao khi anh đi em đã không ôm lấy anh ngay người? Vì sao đôi chân em cứ đứng nhìn anh ra mắt xa? Vì sao hôm nay em không thể cười như lúc anh nơi này? Vì sao khi xưa em đã nói không cần anh? Thế là tại số linh đen à? Thế hôm nay bị đen đấy. Chào Zip Nam Blue 1812. Tên kỳ quá à? Cái này lại thấy mọi người ít nói rồi. Rõ ràng mình mặc áo đỏ mà sao lại đen được ta? Về bên nỗi nhớ lặng cơn. Đỏ chết như này mà vẫn đen được. À hoặc là tại mặc áo đỏ thì lên là nó đen. Đáng ra phải mặc áo đen để cho nó đỏ. Vì sao khi anh đi em đã không ôm lấy anh ngây người? Vì sao đôi chân em cứ đứng nhìn anh xa mắt xa? Vì sao hôm nay em không thể cười như lúc anh nơi này? Vì sao khi xưa em đã nói không cần anh? Vì sao khi anh đi em đã không ôm lấy anh ngây người? Sao anh đi em đã lại còn có lần sau à? Muốn nói chuyện với em không là sao? Nhưng mà đâu phải là tuần nào mình cũng tham gia đâu. Lâu lâu mới tham gia lần đó. Đấy là lần đầu. À hôm nay là lần đầu tiên tham gia đấy chứ. Trời, son của mình đâu rồi? Chết toay rồi, hình như là quên son ấy. À đây. Em còn một show không ngờ nữa anh. Nhưng mà show bên ba số không phải ở đây. Ừ là gọi hình ảnh trước kinh nghiệm á. Thế bây giờ là mất hình ảnh à? Bây giờ thành bánh mì rồi à? Chào lấy cốc chủ. Thật ra thì bánh mì họ vẫn gây nghiện được mà, đâu ai vấn đề gì đâu. Đúng không? Ờ tại sao có thể nghe thấy bánh mì? Chả nhẽ bạn cáo nghĩ người ta gọi hỏi mua bánh mì không à? Không ai tin được. Có bộ giọng mình khó nghe vậy hả? Thả tiếng Anh gì mà thả tiếng Anh. Đường gió không nghe rõ à? Không lý do, mọi lý do chỉ là ngụy biện. Ok. Nhưng mà nói chung là bảo bạn ấy làm như vậy là không được nhá. Tại sao có thể cúp điện thoại trước con gái nhà người ta? Kiểu đấy là ế đấy nhá. Vui gì mà vui? Linh làm gì mà nguy hiểm? Thả tiếng là ai đấy? Em có gọi về anh à?
nhưng có một show không ngờ bên Zoom 3 số nữa mọi người ạ. Chú Bảy đang ngồi chơi ở bàn bên, Tân Lan ai họ đây mời bia ở bàn trên. Hay mình cưới nhau đi em, cưới nhau đi em, hay mình cưới ngay trong đêm, cưới luôn nha em. Để tao nói cho tụi mày nghe, tụi nó dính bầu tụi nó mới cưới. Đâu có dễ mà ăn đám cưới của cặp tình nhân ở tuổi đôi mươi. Ông thầy bói ông cũng đã nói thằng này tuổi thân con kia tuổi tý. Qua sang năm nó làm tiền tỷ trong tay nó cầm nhiều đô la Mỹ. Sẽ có hãy đợi anh hỏi em lại lòng của em muốn theo anh hay là bên tôi, nhưng mà thôi em đừng nói nữa hai đứa tụi anh cũng là sao? Một đôi. Ai xì, nghe bao nhiêu lần rồi chưa thuộc được lời. Tụi mỗi câu hay là mình cưới nhau đi. Thì anh bảo là em giống trẻ con á. Giống chút nào. Tin số điện thoại xong rồi giả. Sao không làm như thế đi cho chúng mình còn nói có chuyện để mà nói. Để gửi cái thanh niên đang đi ngoài đường không nói được cái gì cả. Đúng em lớn rồi. Chỉ có nhìn đó. Em lại hát chay bài Em Dưới Mưa cho mọi người nghe nhé. Bài để em hát chay hay. Trôi cả bầu trời nắng chưa theo những nỗi buồn thấm ướt lệ sầu môi đắng vì đánh mất hy vọng. Lần đầu gặp nhau dưới mưa trái tim rộn ràng bởi ánh nhìn tình cảm dần mưa thấm lâu em nào ngờ mình hợp nhau đến
vì sao sau bao phút ra đi yêu rồi làm tim em đau nhói bóng em vì anh gượng cười quay lưng để anh thấy vui khi người đã không muốn thấy em bên cạnh tim em giờ như lớn sóng vỡ cần biển lớn như con đê không kìm nổi sóng như bóng tôi theo một vầng trăng tình đã tan trong trời mong tìm giây phút lúc sẽ chặt vòng tay đôi vai anh nâng nhẹ mái tóc mềm xin cho em niềm tin để em bước qua có anh nỡ giọt lệ sầu của em rơi rớt đau chân anh một nỗi nhớ dâng tràn giờ đây thành vết thương của con tim sau đêm giông bão nhìn lại ngày khoảnh khắc em đứng cho vợ khi anh xưa đôi tay đang với níu lấy tình yêu dâng trong nỗi nhớ sao nghe nó cứ say say nhạc ta người ca là người gì bữa cả Linh bên mở Linh bánh mì hả? Đã ngủ rồi á, sao mọi người ngủ sớm thế? Tết nhất là mọi người ngủ sớm thế. Thế thế này thì làm sao mà không đón giao thừa thì không đón giao thừa à? Giao thừa là tận 0 giờ. Thế này làm sao đón giao thừa được? Hello anh Dũng. Em không hát bài cùng anh đâu, em mở bài đấy ngay đầu. Nãy chả thả thính được anh nào, mẹ còn bị thả thính lại cơ. Giờ này ở sớm thích là gì? À, mai đi công việc à? Nói chung là không lý do. Chào Dũng Trần Văn. Giờ lệ sầu của em rơi rớt theo chân anh. Một nỗi nhớ dâng tràn giờ đây. Hình vết thương của con tim sau đêm giông bão. Nhìn lại ngay khoảnh khắc em đứng cho vợ. Khi anh xưa đôi tay đang với níu lấy tình yêu dâng trong nỗi nhớ. Sớm nở nước mắt cơ thể vẫn mãi tuôn tràn mi mong cơn mưa kia sẽ thôi đừng tan để em ngủ xa mãi mãi được gần bên anh bắt đi hello anh Ken nhá bỏ đi không phải đánh mình người ca là người cá à ráng mà nghiện. Thật ra nghiện bánh mì cũng tốt mà. Bánh mì ăn ngon mà. Dễ ăn. Lúc nào cũng có nữa. Bánh mì là một trong những món phổ biến đấy. Idol lên rồi bye bye mọi người nha. Em qua bên ba số. Mọi người rảnh thì qua bên 666 chơi với em nha. Bye bye. 666 nhé.